Hello, mến chào cô chú anh chị cùng các bạn và các em nhỏ trở lại với kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo. Ngày hôm nay thì lời nói đầu tiên cho em Thái Bảo xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị, bà con cô bác trên mọi miền đất nước một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Thưa quý anh chị, trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo, cửa hàng em bán xe máy cũ, máy cỏ, thập cẩm, tầm trung đã qua sử dụng. Thưa anh chị, những dòng xe phục vụ bà con anh chị em mình đi làm, công ty hoặc công nhân, chở hàng, học sinh, sinh viên, vân vân, nói chung văn phòng để sử dụng xe của em được hết. Thì nói chung là giá cả bên em đã có rồi, đặc biệt bên em là luôn luôn hỗ trợ cho anh chị yêu mình. Cửa hàng em bán hàng nhưng có bảo hành xe trên 10 triệu bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu là em bảo hành 6 tháng như thường lệ cho anh chị yêu mình. Và đặc biệt bên cửa hàng em lúc nào cũng tặng quà cho anh chị, hỗ trợ hết mình. Như là xe mua ra thì xe cũ mà không có kiến, em hỗ trợ anh chị một cặp kiến, một thay một bình nhớt tại cửa hàng và tặng anh chị một cái bảo hiểm xe máy. Thì đó là những lời nói thật sự bên cửa hàng bán hàng ra. Và đặc biệt bên em là luôn hỗ trợ trả góp cho anh chị, góp 0 đồng. Đã góp 0 đồng tuổi từ nhiêu ta, tuổi là từ 20 tới 55, không nợ xấu, em hỗ trợ hết mình, nhận ngay xe và đăng ký xe. Thưa anh chị, và đặc biệt bên em là có ship xa cho anh chị mình luôn. Anh chị chỉ cần nhìn xe trên hình ảnh, chuyển cọc trên 1-2 triệu đồng em ship xe về tới địa phương cho anh chị. Nhưng thưa anh chị, trong lúc em qua YouTube thì không được rõ ràng chi tiết cho lắm, thì anh chị mình vui lòng kết bạn Zalo cùng em ba số trên màn hình, nói có nội dung biển số xe đó, em sẽ thời gian nào rảnh nhất, cơ hội nào có nhất, em sẽ hỗ trợ chia sẻ anh chị một chiếc xe cho chi tiết rõ ràng để anh chị hầu khẳng về em. Mà thưa anh chị, quay trở lại với cái hàng xe máy Thái Bảo là một con đường khá thân thuộc. Ví dụ anh chị đến từ Tây Ninh xuống đồng miền Tây lên Sài Gòn ra Đồng Nai, lên anh chị đến ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, em sẽ tận tình đi đón anh chị. Một quay trở lại một con đường bên này thì anh chị đến từ Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Đà Lạt, Bình Dương, Bình Phước, vân vân. Đồng Nai anh chị có đánh với bệnh viện quân y khu đồng 4 ngay chục bộ khu bộ đội đấy, chạy ra em là nằm một cây số nằm bên trái, cửa hàng em nằm trên đường Bình Chiểu gần trạm y tế phường Bình Chiểu. Thưa quý anh chị, đây cửa hàng xe máy Thái Bảo có địa chỉ là đã 20 năm rồi. Địa chỉ của em là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, bây giờ là thành phố Thủ Đức, và ba số điện thoại em đã chỉ in trên màn hình. Thưa anh chị, thì trong lĩnh vực làm YouTube này có gì sơ xúc mà không rõ ràng, mong anh chị thông cảm chia sẻ bỏ qua cho em. Con người cái gì cũng phải có chút lỗi sơ xúc anh chị à, vì xe cũ thì không thể hoàn thiện 100% được. Thì những lĩnh vực nào anh chị đã trải nghiệm qua xe cũ ưu ái với cửa hàng em, luôn luôn ủng hộ em rất cảm ơn anh chị. Và đặc biệt những xe cũ thì mỗi cửa hàng một cách bán hàng khác nhau. Nhiều khi anh chị thấy em lấy một cái xe bên cửa hàng cái gì em bán, nhưng thật ra bên đó người ta bán 12 triệu về 13, bên em 13 triệu. Tại sao? Em về nhà ví dụ những dòng sinh dĩa nó mòn, hoặc là sáng bị dây mát, dây đờ thắng, vỏ bánh mòn, em đều hỗ trợ anh chị hết rồi. Anh chị phải chia sẻ cùng em. Ở đây nước Việt Nam mình không có gì rẻ mà ngon. Còn em bảo hành cho anh chị 1 năm chứ không phải 1 ngày. Bên em ăn bậy không nói bậy, không làm bậy. Thưa anh chị, chi tiết rõ ràng bên em là như vậy. Và không để quý vị anh chị bà con cô bác chờ đợi lâu nữa, Thái Bảo theo chân em. Hôm nay em làm rất gọn gàng cho anh chị những chiếc xe để tham khảo chia sẻ với em. Hôm nay mới về một con Vina X nè anh chị ơi. Đây, một con Vina X này. Đó anh chị coi. Dắt liền sạch sẽ, xe ngay chủ ngay tên nghe anh chị. Đã được ủy quyền gì cửa hàng của em. Đây thắng ABS anh chị, xe chưa rửa mấy nước lạnh, đây là thắng ABS cho anh chị mình luôn nghe. 150 thắng ABS. Xe đều, nói chung có một vài điểm tề nhỏ nhỏ, chưa rửa mấy nước lạnh nào. Đó là một con Vina X. Thì em chia sẻ cho anh chị, thắng ABS thì nó 22 triệu anh nghe anh chị. Còn thắng thường thì nằm có tầm 19 năm đến 20 triệu là hết cốt nghe anh chị. Thì em chia sẻ ABS thì chạy thiết bị nó còn dữ hơn, mình thắng tốt hơn, biển số 86B5 này. Hôm nay em chia sẻ anh chị là 22.500 tại cửa hàng nghe anh chị. Đó là phiên bản ABS, nó có tài nhẹ nhẹ nhưng có tại cửa hàng em có giảm thêm và bớt thêm. Anh chị mình yên tâm tới cửa hàng xe máy Thái Bảo, em sẽ hỗ trợ giảm thêm bớt thêm anh chị mình rất là nhiều nghe. Trong quan bớt thì em báo giá đây này, có báo giá rồi nhưng mà mình đẻ con thì có quyền quyết định. Nhiều khi mình thấy anh chị này mình thích mến chị đó dạy dạy anh chị tới là em sẽ bớt thêm cho anh chị mình cái giá sát hơn để anh chị mình ưu ái rõ ràng hơn cho anh chị mình có tốt nhất. Ở đây em đang giới thiệu anh chị một con cấp 81-90 đầu, xe đời cuối kim vàng hột liền anh chị. Chiếc xe dọn full vỏ luôn nguyên chiếc thanh, từng một con ốc bằng inox hết nghe. Vỏ bánh trước sau dày cùi máy móc không cần bàn cãi. Tiền dọn không 29 triệu chưa tới tiền tới chiếc xe. Đèn còi xi nhan bình đề đầy đủ, đây chính xác là kim vàng hột liền nghe quý anh chị mình ơi. Đây, đây kim vàng hột liền nghe chị đó. Ba số lỡ mà giờ ta đi ba số thường rồi. Xe 50 phân khối anh chị, nhưng đây 70 vẫn zin nghe. Máy móc đầu có làm mà rất là em ru rù rú luôn, chiếc xe giọng không chịu nổi. Gắt chân gắt giò cần số xi nóc toàn bộ anh chị. Gắt chân bằng inox hết nghe, cần số inox cho anh chị mình luôn. Tầng công ốc bằng inox luôn, phục 3 tầng cho anh chị luôn. Ba ga phiên bản cấp mới bây giờ luôn. Đó. Kim xăng báo xăng còn luôn nghe. Đây, kim xăng báo xăng còn luôn cho anh chị. Đã em báo chính xác. Khóa nắp bình xăng còn nguyên theo xe. Yên zin. Đó, yên đi yên zin. Em bao anh chị có nhiều lĩnh vực zin còn nhiều lắm. Như cầm ghi đông tất cả các loại này,
đèn xi nhan, tay đèn trước, tay đèn sau, xin hết nghe anh chị. Vô vọng là vô chinh vô bí luôn. Chia sẻ với anh chị một câu này, từng con ốc, từng con chi tiết thì em bán hàng. Em nói đó, anh chị coi nó đẹp này, bẩn chinh luôn. Thì cái giá thành tại chiếc xe này thì đã dọn 29 triệu thì bán chị 25 triệu nghe anh chị. Tại cửa hàng, cái rổ còi nóc luôn anh chị, mua một cấp mới bây giờ. Hay là anh chọn một con 81 cuối đời kim vàng học lệ này cho anh chị 90 đồng à, 81 cuối đời kim vàng học lệ, em chia sẻ rõ ràng. Và hôm nay em về được vài con Accenter thì để chia sẻ cho khách hàng thân mến của mình. Đây, một con Accenter 135 mấy chinh đầu nồi chưa rớt, màu trắng đen đó. Ốc nhái còn màu anh chị nghe, còn khá đẹp, đầu chinh nghe. Em báo bao là đầu chinh con này, em nói chinh là chinh, mà không chinh là không chinh. Đây 135 lốc rất chuẩn nha, em chưa rửa mới là nó mới về, tại vì mấy bữa nay mua của ông được xe nhiều. Rồi chia sẻ với em nè, con đó là 8190 là của anh kim vàng học lệ. Dạ. Đó, xe rất sạch sẽ, thẳng tưng cho anh chị luôn. Lên xe là chạy máy không cần nổ, bảo hành chị 1 năm máy dinh. Biển số 70K1 xe Tây Ninh. Thì con này em bán 18 năm như tới hàng để anh chị 16 năm. Em có giảm giá, có chia sẻ cho anh chị mình hết, mình cũng được mua bán. Anh chị cứ tới cửa hàng đi, gọi điện thoại trực tiếp cho em, khả năng em bớt được chiếc nào thì em bớt, có thể bán quề cho anh chị mình luôn. Nhiều lúc em mua chiếc xe có thể em lời 2 triệu có anh chị ạ, em nói thật lòng luôn. Và thì bây giờ có chiếc xe mình bán quề giống cho anh chị cũng vui, đúng không anh chị? À, nói thì bằng cái tấm chân tình của mình, làm nghề phải có chút lương tâm, chia sẻ khách hàng thân mến của mình. Ở đây tiếp theo em về một con Suzuki FA mà mô Phật con đẹp, em nói chị không tiền khoán học, không vết tì vết lỗi anh chị, có ống đó, vỏ bánh này, xe chạy 11.000 cây này đó. Chia sẻ với em luôn anh chị, ô trời đẹp, nó quá mới luôn nè anh chị đó, anh chị coi nó mới còn hơn cái thiếu cái thùng thôi, nó quá mới không lỗi, vỏ bánh còn theo xe, hết cái vỏ còn theo xe luôn này, quá đẹp chất lượng. Một chiếc xe này thì cái giá xe này anh chị biết đẹp thì em bán 11-12 triệu có Suzuki FA thôi, nhưng con này anh chạy đúng 11.000 cây số, anh chị coi giùm mà em chia sẻ chính xác cái giá cả cho anh chị mình luôn. 11.000 km thì chiếc xe này với cái giá là 16.500 em không bớt, tới cái hàng em giảm chị 500. Nhưng ai có điều kiện hoàn cảnh khó khăn như nào tới em chia sẻ thêm cho, chứ làm người anh chị cũng biết đó, xin lỗi không phải mình nói sai lời, làm chỉ lấy công làm lời anh chị. Bao nhiêu năm nay cứ bán miếng đất vay tiền ra làm xe, mình cứ ăn thật nói thật, nhiều khi anh chị biết không, mặt bằng thì 50-60 triệu, lính thì, quân lính thì 7 người chi phí cho tháng thấy một gần 100 triệu cả ăn cả tầm tiền lương, tầm mặt bằng 150-150 triệu, con cái học hành lấy gì sinh tồn, chia sẻ anh chị đúng không. Và đây còn một con ạc tiếp theo nữa chị nè, 70 em chưa có làm giá nhưng mà em sẽ chia sẻ anh chị đó. Xe này đảm bảo anh chị luôn, 18 triệu giảm 1,5 triệu còn 16 năm, xe máy zin đầu chưa rớt, liền lạc sạch sẽ, không cấn động té bể, nhưng tài xước một vài đốm nhỏ thì không sẽ tránh khỏi cho một cái mẹt center này. Nói chung máy làm thì đơn giản lắm chị, còn máy zin thì em chia sẻ anh chị yêu mình rồi, con nào em nói là sự thật, không nói tào lao bí đâu. Đó 135. Theo chuỗi xe của em dòng về đằng sau nhà đây, số lượng xe thì khá nhiều, nhưng hôm nay em quay xe ra để lại, em quay dòng xe số chia sẻ cho anh chị để dừng hạn dễ thương không đó, từng con một chia sẻ anh chị nè. Rồi RX 2020 đăng ký 2021 màu đen nhám, không công tắc đen, đỏ nhám nghe anh chị. Ốc cốc bánh trước này trời ơi đẹp cỡ đây anh chị, em chưa rửa miếng nước nữa trời. Em chia sẻ thì có gì em nói cái đó nghe, chứ không phải nó bậy nó bừa nó bùn nó tầm lum tà la đâu. Rồi chẳng chắc ăn đây, còn em báo giá anh chị nhanh gọn lại, con này của em là 18.500 tại cửa hàng. Anh chị coi cái lượng đẹp của nó này. Xe này là không có công tắc đèn anh chị, à tự nổ máy tự sáng đèn luôn. Chia sẻ với em một con RX FI phun xăng điện tử, nói chung là về vận hành lâu của anh chị một năm như thường lệ, 70F1 đầy đủ, 18.500 không cao đâu anh chị, tiền theo con xe, con như tầm cỡ này 20 bánh căm vẫn có 16 triệu cho anh chị luôn, quan trọng tiền nào của đó không thể xây dịch được. Và đem về một con Alux, thưa anh chị đem anh chị một con Alux 2010 lên thái, lên đúng thái, đúng đèn, đúng tông, đúng độ cho anh chị mình luôn. Vỏ bánh thì không bàn cãi, vận hành thì ok, từ cái nó giò nó trong cửa sổ môi trời tất cả các loại này đó, cây bê đèn led đèn trước đèn sau là ok, lên một nguyên dàn áo thái cho anh chị mình luôn nghe, thái 3D cho anh chị mình luôn nè. Trời ơi xe nó thẳng quá. Và những con lên thái giờ em có con em bán có 10 mấy triệu thôi, 15-17 triệu có xe, mà có nhiều con em bán tới 2 mấy triệu vì cái tố chất chất lượng xe nó còn bao nhiêu phần trăm, chia sẻ với em nghe anh chị. 59x3 xe này ngay chủ ngay tên nghe anh chị, biển số cũng đẹp 78687 đó, số đẹp không chị, em bán con này là 22 triệu nghe chị, tại cửa hàng em là 22 triệu. Xe rất sạch sẽ liền lạc, không cấn đụng té bể, một dạo thái mới tin cho anh chị mình luôn đó. Từng theo con chút anh chị thể theo chân em cho anh chị coi của con khoảng cỡ tầm 16 năm đã có con AB 2010 lên thái rồi, nhưng chất lượng nó ra làm sao và như thế nào. Đây một con AB bình xăng cơ 2009 lên thái, à cũng đẹp cực kỳ cho anh chị này. Đó chia sẻ những con xe này anh chị thấy em bán nào đó, dàn lông dàn lá trước sau liền băng từ ảnh giấy chết bị thương, máy zin đầu nồi chưa rớt, bao anh chị chạy bảo hành cho anh chị 1 năm nghe,
Em nói là làm. Đó, 54 này. Y5 3782. Rồi con này em bán chị là 11 triệu tại cái hàng. Tại vì em bán hàng thì phải cân nhắc và chia sẻ, không phải cái nào cao hay là thấp, anh chị hiểu giùm em. Đó. Còn triệu người quen có mấy người thân mà khi lìa trần được mấy người đưa lĩnh vực mua bán thì có nhiều cái trường hợp nó cũng rất là khó anh chị ạ. Thì thôi, cái gì không có gần nó sao, qua nó thật, mình là người bán xe cũ chia sẻ anh chị những cái xe cũ này. Đó. AB đầu bò. Rồi, xe không gọi là mới keng mà chuyên nguyên con, chưa sơn dặm bắn túc, chưa té ngã một lần anh chị. Có trầy trước một vài đốm nhỏ nhỏ chứ không phải gọi là mới tinh và rinh đâu. Đó, cái nào có là em sẽ nói có, không thì nó không có cản lâu ngày, bao nhiêu năm nó còn dài chỉnh. Chưa sơn cản luôn anh chị, chia sẻ với em con này. Rồi con này tới cái hàng là em sắn cho anh chị 13 triệu, em sắn cái 13 triệu, số đẹp đúng không anh chị? Em sắn anh chị 13 triệu tại cửa hàng, ship đi, tiền ship anh chị hỗ trợ giùm em nghe. Tại vì em mua chiếc xe đẹp thì cái giá đẹp, của anh chị muốn mua tầm xe rẻ 11 triệu, 105, 11 năm có xe cho anh chị hết. Nhưng quan trọng tố chất, ai là người đứng ra bảo hành cho anh chị một năm. Còn bao nhiêu em bán hàng, em nói thẳng, anh chị cảm thấy cái nào rẻ, thương em thấy bảo thì chia sẻ cho em lên kênh, ủng hộ cho em. Còn anh chị nào cảm thấy ham rẻ thì cửa hàng nào bán rẻ anh chị cứ thấy không, mua em không có trách. Nhưng mà sau này đừng có phiền ai ơi, cái sao mua gì chạy không được, tại vì tiền nó không đủ chất lượng. Bên em là uy tín, thao xe lẹ, trao đổi xe, cam kết khách hàng chất lượng đầy đủ, phục vụ có bảo hành tận tâm cho anh chị luôn. À, thì nói vậy. Đây tiếp theo đầu bò nó màu vàng đồng, mà con này cũng đẹp, đồng đen nè anh chị. Anh chị coi chân giò lóc nhán vậy nè, không phải cái thứ xét xét đâu. Em đưa anh chị coi đó, anh chị coi này, nó phải là như vậy. Thì tiền nào của đó chia sẻ với em Thái Bảo đi anh chị đây. 60B1 thành phố Biên Hòa. Con này 15 năm tất hàng còn 14, nhưng đặc biệt hôm nay em giảm chị là 13 triệu 500. Từ 13 triệu tới 13 năm nghe. Ship đi và không ship đi, em chia sẻ hết mình luôn. Được con nào em bán đó lời 100 ngàn cũng vui. Nhiều khi nói thật anh chị mua mấy con này không có lời đâu. À, cái giá sàn có mua mới thì 44 triệu, bây giờ giá sàn vậy đang có rồi. Còn anh chị muốn mua lời thì mình chơi mô tô là có lời, vì những dòng mô tô là vô giá, mua 80 triệu bán 40 triệu, giờ bán 50 triệu bán cũng nhiêu được hết. Còn giá sàn thông dụng như WA, WANFA tất cả loại này thì nó thông dụng, em chia sẻ rõ ràng. Và đây em cũng nói rõ ràng, đây một Alex đầu bò nha chị, Alex đầu bò rất đẹp và khá xinh luôn, cũng trầy xước vài đốm, nhưng mà xe là cái màu này màu xanh trắng, người ta có sân lại rồi. Anh sẽ báo anh chị rõ ràng sân đẹp, dàn chân dàn ốc dàn giò rất khá cho anh chị yêu mình luôn này, rất khá cho con xe này. Đó. Rồi 59M1 luôn anh chị ơi, 17990. Thì cái con này em bán anh chị tại cửa hàng, nó chơi vui cái đẹp này. Là vì nó sân lại khác màu nghe anh chị, em bán chị 12.500, máy bảo hành chị 1 năm. Chuyên cục máy của em không đâm đụng ngập nước té ngã nghe anh chị, máy em ngập nước em không bán cho anh chị mình đâu. Em chia sẻ hết tình cho anh chị mình luôn. Và tiếp theo sau lưng em là một con Lick 2014-15, chưa biết đèn led một đèn thường, 125V giữa. Đó, con này nói chung đều xe, rất đều đặn cho anh chị mình luôn. Nói chung chân giò ốc nháy rất là sáng. Đó anh chị thấy sắc sáng tưng. Sáng sạch sẽ cho anh chị mình nghe, sáng sạch sẽ lắm. Đều đặn. Thì con này trang dưới 20 triệu thì em có dùng đổ đồng cho 20 triệu để anh chị tới cái hàng có thể em giảm thêm chút nữa. Còn ship đi có thể chia sẻ với em bằng tình thương con người với nhau. 70G1 Tây Ninh nóng nông người anh chị ơi. Đó mua mới 4 mấy triệu, bây giờ em chia sẻ anh chị cái giá nữa tiền. Rồi ok, hơn nữa tiền luôn. Mà tiếp theo con này là 23 mấy 24 mấy em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà con màu trắng này, trắng đen xe khá đẹp nha anh chị. Liền mà gọi là đèn băng luôn đó. Alex 125 đèn led nha anh chị. 125 đèn led cho em cái. Chia sẻ với em rồi 168L1, con này em bán chị 25 triệu, cứng thì em bán cứng, mềm bán mềm. 25 triệu mà em lời được tới 1 triệu đồng, em làm con chó và con người, em bán hàng nó thật lòng lắm chị, không bao giờ bán bậy đâu. À, cái nào ăn bậy không nói bậy, em nói rồi. Và đây tiếp em đầu bò nữa rồi. Màu này là màu phiên bản Sport nha anh chị. Đó anh chị coi chân giò nè. Nó đẹp trắng chứ không phải là cái thứ vô dập dập. Trầy trước thì không tránh khỏi, một vài đốm thì không thể nào mà gọi là xe cũ có bay trên trời, hoặc là mình dọn thôi. Bay trên trời mới bay, còn cũ nữa, còn quạt lá cây, còn nắng, còn phai màu, huống chi con người. Anh chị thì thử đứng ngoài trời một thời gian mình cũng da nhăn da già đấy chứ. Chân giò mình còn xước, con người mình còn ra vết nhăn, huống chi một chiếc xe. Đúng không? Đó, đầu bò này anh chị yêu ơi, vô với em. Bum bum, rồi. Con này em bán anh chị là 60B1 thành phố Biên Hòa. Rồi 13 triệu tới cái hàng chốt giùm em nha anh chị, 13 triệu đồng. Em cũng thật lòng với anh chị, có chỗ đầu bò thấy lai lai người ta bán cũng có chứ phải không. Anh chị coi lai nào cứ theo dõi lai qua Thái Bảo đi. Xe của em đách bọng rồi còn hết nha. Cái này lai lai 11 có, 11 năm có, 10 triệu có, sổ bồ. Nói chung là tầm lum tà la hết, rau cũng vậy. Mớ rau chị có thể mua 10 ngàn, mà loại 5 ngàn cũng có, mà loại 30 ngàn mới được một mớ rau ngon. Thì đồ nào ra của đó. Thôi phân giải làm gì cho mệt, bán hàng cũ thì cứ nói thẳng luôn. Xe cũ là có một những vết tì với xước đây. Một con này khóa xì mít cay anh chị. À, khóa mít cay, lít đời sau. Con em bán chị là bên đây 26 năm này. Chia sẻ với em con này đẹp này, khá thẳng luôn anh chị. 26.500, 61G1 Dĩ An Bình Dương cho anh chị luôn. Em bán nè, mua lúc đó mua 27.500 á, nhưng mà giờ em bán 26 lỗ 1 triệu, có nào có cái đó luôn. Rồi. AB 150 2020 đăng ký 2021.
nói chung xe Thắng ABS bản đủ cho anh chị mình luôn. Biết biển số đâu đi coi này, biển số xe ai sẽ được còn em đi, nhưng mà thôi kệ bán luôn, anh chị nào mua em chia sẻ. Con nào mình có con nào mình đi đâu, mình bán được thì mình cứ bán, mình chia sẻ xài hết cho anh chị mình luôn. Đây 59x3 con này 43 triệu tại cửa hàng anh chị, 43 triệu cho một con 59x3 này. Đó, cái nào em nói có là có chia sẻ với anh chị mình luôn. Số lượng xe này còn cũng khá nhiều, nhưng mà em quay sơ lược cho anh chị mình cùng tham khảo chia sẻ với em. Đó, Alac 150 phiên bản ABS, Thắng ABS là có một cái dòng giữa anh chị này. Đúng ABS cho em cái này đó, chia sẻ với em luôn. Rồi. Rồi, lượng súng và lượng lan quay của anh em về một con 2TSX máy chinh anh chị. Anh chị mấy dòng ấy chỉ loại là quỷ sứ mà, nồi đồng khối đá chất lượng cao. Tại em mới có tài nhẹ nghe máy, chắc bắp. Anh chị lấy này 6 triệu rưỡi anh chị chạy đi, sau với con Novo 4 anh chị chạy. Tuyệt vời trong đời, chân giọt nhớ cái dòng Suzuki anh chị chạy làm được vi vu tình đời. 2TSX 59T1 biển số Sài Thành 6.500.000 tại cửa hàng trên máy Thái Bảo, em báo chính xác cho anh chị mình luôn. Một qua này thì số lượng xe trong nhà cũng còn nhiều thôi, em lượt lên được lại vài con thôi. Đây 21.500.000 cho một con FZ 16 máy chinh. FZ y anh chị bằng con Accenter mà rất là phong độ. Nói trong đi con này thì đồng ghi đông cầm đèn hỗ trợ chiếu sáng, bắt bo bắt lai, làm đầy đủ anh chị hết, bợ bạ cổ chân giò option và đồ có đầy đủ hết cho anh chị mình luôn nghe. Body chuẩn nè, FZ 16 cho anh chị một con chỉ có 21.500.000 đồng, em like chính xác giá thị trường thương trường một con lợi đồng bạc chia sẻ cho anh chị mình luôn. Và tiếp theo là con này em bán chị 19.500.000 một con Accenter 150, mà có 19.500.000 thịnh chị ở đây xăng này không chơi chơi xăng nào, xe rẻ hơn cái gì luôn. 19.500.000 một con xe này anh chị mua một suy rút thì mới hiện nay là bao nhiêu tiền rồi, anh chị chia sẻ với em đi. Chốt con 19.500.000 một Accenter 150, anh chị mình chia sẻ với em luôn này. Đây biển số 19H1 này. Còn về phần hồ sơ, anh chị nào muốn hỗ trợ hồ sơ em chia sẻ anh chị hết mình. Phí hồ sơ là 2 triệu đồng tùy theo con, tùy theo chỗ, nhưng mà rút chậm rút lâu thì theo chỗ em sẽ chia sẻ cho anh chị. Nhưng bên em cũng quan điểm theo quan điểm của em sự chia sẻ trên dòng bán hàng trên trang YouTube này. Thì anh chị mua chiếc xe, ví dụ như là em đã nói là hồ sơ rút được, rút không được trả xe em trả tiền, đúng không anh chị? Anh chị cầm cái xe về nhà trải nghiệm giùm em 1-2 tháng đi, coi cái xe cũ này có còn mới hiện tại để em đem những rất là ngon, mình chạy một thời gian coi như thế nào. Nếu mà cảm thấy tốt mình tiến hành là rút hồ sơ, cũng như tương đương tâm sự kết hôn của những em nhỏ. Bây giờ con tìm hiểu nhau trong một vài tháng tới một năm thì tổ chức đám cưới thì ổn hơn. Còn bình thường điên điên mà này quen ngày mai cưới thì không hiểu được tính tình cá tính của người ta như thế nào thì cũng rất là khó. Đó là một ví dụ của em đưa ra cho quý khách hàng thân mến của mình. Chia sẻ với em đây. 62D1 rồi, anh kia anh chót nhưng gái em thích, anh đổi lại con này. Con này em bán tại cửa hàng đúng 9 triệu đồng anh chị, đừng trả giá em tội. Một click 2011, xe nó trong máy zin chạy te luôn, nhưng ánh dần lóng có trầy một vài đốm nhỏ thì em chia sẻ cho anh chị rõ ràng để anh chị mình khỏi hụt hẫng về em. Cứ kết bạn Zalo cùng em mến một chiếc xe nào, anh chị mình chia sẻ em sẽ chụp hình từng chi tiết nhỏ gửi cho anh chị, khỏi hàng phiền hà cho em cho dễ dàng. Còn cái chuyện mà mua bán mà mình cứ mờ ảo thì cũng không được tồn tại lâu dài. Thì đó là lĩnh vực mua bán của bên em. Em chia sẻ anh chị luôn rồi. Bắt đầu mình thay chân em trở về phía trên cửa hàng, em đã chia sẻ anh chị những chiếc xe có mặt. Nói chung quy là trong này buổi chiều hơi tối, nhưng em cũng cố gắng chia sẻ cho anh chị mình. Accenter nãy có quay cho anh chị coi tham khảo đó, liền là sạch sẽ anh chị về chạy luôn. Và tiếp theo là một con NV nha anh chị, coi này nó bóng bẩy cực kỳ nha anh chị, máy móc zin đầu nồi chưa rớt. Em bán có 22 triệu anh chị ơi. 22 triệu một con 155 anh chị coi, máy zin từ đầu đến đuôi. Thắng ABS 155. 22 triệu anh chị coi, tùy theo con xe. Con này mới sôi nước ngập nước máy rớt, em bán chị 17 triệu cũng có xe rồi. Nhưng mà cái này là máy zin bảo hành chị 1 năm lần. Vì em bán dòng xe xài nước là phải không bán cho chuẩn xong để không mít lông. Đó, chia sẻ với anh chị này. Thấy gì chưa đó, em nói thật lòng mua bán là em chia sẻ anh chị rõ ràng chi tiết, không con nào mình xài là chị hết. Có tay một vài chấm nhỏ nghe. Đó, Thắng ABS rõ ràng cho chị mình luôn. Chứ không phải hàng Thắng thường. Đó, thì em chia sẻ đó anh chị coi. Và sau con NV thì tiếp theo là một con này, là một con cấp 2021 61 xe 099-00933, con này quá dữ anh chị ạ. Đây rồi, nói thật anh chị này, người ta vô lốc Honda hết luôn nè, làm vẫn bọng đẹp cho anh chị đi bánh mâm bự mâm lớn, rất là chuẩn thẳng chiếc xe này. Mà con xe này cái giá bao nhiêu tiền chả biết nữa, coi. Rồi con này em bán chị 10 triệu, tất cả em giảm 500, còn 9 triệu rồi. Chiếc xe này mua mười mấy triệu làm được hơn 20 triệu, bây giờ lỗ hơn nửa tiền rồi. Thì đó, lốc Honda RS nghe anh chị, mâm lửa Honda, đi thiết bị không còn là cao, máy thật rất là nhẹ. Chia sẻ với em con này, thì dòng 50 thì cũng chia sẻ anh chị rõ ràng luôn, cho thấy chị mua dễ bán. Rồi, tiếp theo là một con quay 50-2020, thì phiên bản quay đặt hàng mới có, người ta không bán quay mới đâu. 83IM nè anh chị, chiếc này 10 triệu, em giảm chị 1,5 triệu, còn 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi một con quay này dùng cho học sinh, sinh viên. Anh chị mình không có bằng lái, lưu hành vận hành tốt, xe còn như xe mới nghe anh chị. Như xe mới bây giờ anh chị bỏ ra mua xe gì, xe điện chạy không mà này. Mấy em nhỏ mà thanh niên hay nữ đi muốn dọn rất là dễ dọn.
Quay 50 rất là dễ dọn cho anh chị mình luôn này đó. Chia sẻ với em quay 50. Anh chị có đầm bánh của nó trắng phéo phèo mới tinh tịt. Đó. Chia sẻ với em luôn. Rồi đây 2 silo em bán cho anh chị 6.500.000 đồng này. Em bán cái giá 2 silo mà xin lỗi anh chị, máy đẹp cực kỳ nghe anh chị. Vàng long gì đây. Đó. Anh chị coi 2 silo mà cái vàng long máy vậy anh chị coi này đó. Em có bán cái 6.500.000 đồng dòng xe quân tay cho anh chị mình chạy luôn. Chị thấy có được không? Được cho em like đi. Mà không được chửi em like cũng được. Em bán là cái gì ra cái đó. Nó thật lòng thật tế. Mà mình làm nghe thì nó trong cái lĩnh vực xe cũ thì cửa hàng em khách chị coi. Lúc nào cũng đầy đủ hết nghe. À, trong cái dòng xe cũ nhiều lúc mình cũng thấy hơi buồn này nọ hay là bán có chuyện gì sai sút, nhưng mà xe cũ thì làm sao tránh khỏi được với đời anh chị. Nó cũng có một cái sai sút này sai sút nọ, thì những lĩnh vực gì đó anh chị thông cảm chia sẻ cho em nghe. Có gì thương em một chút xíu thì cũng phải hiểu về cho em một chút, chứ mà em cố tình làm những việc sai trái đâu. Em bán YouTube nữa thì 1-2 năm nó trôi qua đi, còn lại những cái chuyên miền cho anh chị bà con cô bác mình chia sẻ với em, chứ không phải nói tào lao bí đâu. Và hôm nay anh sẽ review cho anh chị một con này, một con Dalim Hado Shiva dòng Ama. Đó, nó cũng là thùng nhân 18 đầu anh chị, cầm mặn còn nguyên này. Vàng long vàng lá là màu nho còn nguyên cho anh chị mình nghe. Đó, còn nguyên anh chị mình này. Phục xung lim còn hết nghe, xe rất liền cho anh chị mình luôn đó. Cam liền bánh vỏ này, đầu cổ anh chị có cái đầu này. Trời đất ơi. Đẹp, em nói thiệt, em bán hàng em phải khen. Đồ của em đẹp đó anh chị, có cái đầu city. Đó, nó là như vậy. Đó, hàng Dalim chính hiệu cho anh chị mình luôn nghe. Đó, mình sườn bấm điện còn hết nghe anh chị. À, bấm từng khe cho anh chị coi luôn đó, em quay sát cái máy đó, từng cái bấm điện mình sườn không một một tặng xe không lấy tiền đó. Thì con này 14.500 tại cửa hàng dao động nghe anh chị. Con này biển số là 60H3 Đồng Nai, thì mua mới lúc có 2 mấy triệu anh chị, nhưng mà thị trường hồi đó thì đừng bao giờ nên chị đam mê chỉ mua xe này chạy uống cà phê chơi cũng được, màu cũng rất dễ thương. Đây đây 159C2 đó, 59C2 nữa chị, Diêm Thái ngày 20 triệu đồng. Chiếc này thì rất là đều, đi cặp vỏ nhỏ nghe, nhìn khó coi lắm chị, nhưng anh chị mua em tặng anh chị cặp vỏ mới. Đó, phục này, cầu nguyên thủy này. Cái cốp nó có sợi vậy đó anh chị nè. Đó. Mà mình thường bấm điện còn hết nghe, lốc còn, đồ còn, đầu nồng mình xăng con, nhưng bắt đầu vẫn còn riêng theo xe luôn. À, thì em chia sẻ anh chị luôn, vô bọng còn hết nghe. 1985 Bonnie Bochin nghe anh chị. Đó. Bô này Bochin còn nghe, em bao luôn, lốc chưa bắn luôn nghe. Vẫn còn vẫn đẹp nghe anh chị. Vẫn đẹp, vẫn hơi nước miếng này thì cô Diêm Thái có 20 triệu đồng. Thì bây giờ tương tác đồ riêng còn hết 75-80%. Thì thưa anh chị với nó, một con xe Diêm Thái mà giờ em mua cần mua cái bẩn mà bẩn đẹp á, là 15 triệu rồi. Thì anh chị cứ suy nghĩ và chia sẻ với em. Còn đây em về một con này, cũng là một con Diêm Thái mới về. Nó trong đồ riêng còn khá nhiều, 59X2. Con này em bán chị là 19 triệu tại cửa hàng. Nó chen nhau xíu. Xe này vàng long có bắn nhẹ nghe chị, cặp lốc đồ còn khá đẹp nghe. Xe dọn đẹp lắm. Cây bô Honda mà bô mới bây giờ nghe chị, em báo rõ ràng. À, bẩn bọn đồ đạc liền lạc sạch sẽ cho một con Diêm Thái này. Cái giá thị trường em đưa ra cho anh chị là 19 triệu đồng. Con này rất dữ nha. Nói chung là em bán Diêm Thái từ 11 triệu tới mười mấy, tầm tung tung anh chị rất là dễ mua. Còn bán cái hàng mà căng quá thì nhiều khi anh chị mình thấy cũng phải đắn đo khó chịu. Nhưng mà cái tưởng tượng một cái bẩn cây bô đủ chiếc xe là anh chị mua về chạy, muốn dọn kiểu gì cũng được hết. Em chia sẻ cho anh chị luôn. 38 xe thì con này cũng sẽ quay 50. Em bán tại cái là 8 triệu rưỡi mà ship đi là 9 triệu cho anh chị mình luôn. Hàng Dalim nha anh chị. Máy móc cực kỳ, xe không keng lắm. Nhưng còn được 85%. Đó, một con quay A50 dùng học sinh sinh viên anh chị mình không bằng lái đi chợ đi búa. Đó, mình cứ chơi luôn cho em chia sẻ với anh chị. Rồi 67 thì như con này cũng có quảng cáo quảng bá dòng 6750 này, 4 số còn nguyên anh chị, 94 này. Con xe này dọn kinh lắm, niền gạch te phục đi máy 100, chạy nhẹ nhàng, số sử dụng máy riêng nghe, không động đại đó. Đèn led ghi đông của thằng Noyadat đó anh chị, có đồ nó dạy nó trong chạy dọn. Cái xe này cũng hết 10 mấy triệu, bây giờ bán cho anh chị có 8.500.000 đồng thôi. Thì được giá nào em chia sẻ anh chị đó, ưu ái ủng hộ cho cửa hàng xe máy đó, em cảm ơn chị rất là nhiều và chia sẻ với em. Đây 71 thì con em bán 15 triệu này, 19 em lỗ này, em mua 7.500 bán nhường thôi kệ, bán luôn 71 em. Đấy ba, con này thì nói chung là đồ đạc thì dọn cũng dữ lắm, đầu nào quái thấy 100 đồng thôi anh chị, tiền trăm luôn rồi. Anh chị coi đó, xe giờ chạy nhà ta bình 68, cục gáo đèn CD, cầm CD, nói chung xe là cũng ok, anh giấy đó em báo rõ ràng. Còn em cái nén này thì em báo luôn. Em này thì đó, anh chị coi giùm em là đó, nó có sao em bán kìa. 51TA. Cái bên sau có đèn đất chưa bán ốc, bảo bán keo quấn luôn. Phục hai tầng còn đồ còn vẫn cái nén luôn anh chị, đúng vẫn cái nén luôn. Cốp bọng hai cái ốp, hai cái màn cá với cái nắp nồi còn luôn, ghi đồng con. Em bán chị 6.500.000 đồng. Ở đây là một con gấp 82 đèn dung 61FK. Thì con này là người ta dọn full, dọn nguyên con. Dọn thẳng, dọn đẹp á, dọn chảy ke.
Nên chị mua sát cái dây dọn 10 triệu dọn đủ này em bán 9 triệu rưỡi tại cửa hàng ship để cho chị là 10 triệu. Đó là một con cấp 82. Anh chị nào không có bằng lái em chia sẻ luôn. Đây là 59 XP. Thì con này là con quay này con cấp 50. Cấp 50 thì con này cũng rất là sạch sẽ, khá thẳng tưng cho anh chị mình chia sẻ với em nữa. Quá tinh, mới tinh luôn, con này bán chị tại cửa hàng là 10 triệu anh chị. Đó. Mới cửa hàng là 10 triệu của con này. Cấp 92 anh chị ạ. Đó. 92 16 đầu đúng xe Nhật hay phải xe Indo nghe. Xe có dọn sơ qua dọn lâu rồi. Bây giờ nhìn rất đẹp, con là 17 triệu 500 tại cửa hàng vẫn vọng còn hết cho anh chị mình luôn nha. Đó, cấp 92. Đời 92. Đó. Cửa hàng em chị thấy khách lúc nào cũng ưu ái ủng hộ chia sẻ cho em rất là nhiều. Trong một ngày là đến trung tâm đặt ngày chủ nhật đây cũng khá đông. Thì được sự ủng hộ ưu ái của anh chị thì em chỉ biết câu nói là vặn lần thằng chị ăn đến quý anh chị mình thôi. Chứ còn bây giờ mình nói cái câu nào cho hay. Ở đây em có nè. Như dòng quay X, quay RX, quay A, quay Alpha, quay em cầm cái anh chị cho dù có rất đầu nhưng máy bảo đảm phải nhìn kinh khủng lắm. Đó, chia sẻ với em luôn nghe anh chị yêu. Lại khách về tiếp tục chia sẻ với em luôn đó, quá trời ngoài đường đó. Mua ở đây xì bo bay luôn. Ở đây em có tổng tất cả những dòng quay X anh chị, từ 10 triệu dao động 10 triệu tới 15 triệu. Những chiếc xe chuẩn và đều, chứ còn rẻ hơn nữa thì em không bán. Tại bán nó sẽ bị tê khó chịu. Đó, đây là một con dép sòn đúng màu xanh cam đen anh chị. Xe bánh mâm chinh nghe, nhưng mà xe không có can, đầu có chạm nhạc, nói chung xe rất liền dễ nhìn anh chị, máy nổ thì khỏi bàn cãi cho em dép sòn này. Em chưa rửa nước lạnh dựng đây luôn. À, anh chị đúng dép sòn đúng tem tin nhão tin. À, hôm trước đi cái đĩa thì em thấy nó bị phức tạp quá, đi nhiều khi thắng bọng nó không an toàn, em hạ cái đầm xuống cho anh chị mình dễ chạy hơn. À, em liền luôn cái đĩa rồi. À, chia sẻ vậy đó, con này biển số là 11 triệu tại cái hàng 52Z9 em bán chỉ có 11 triệu đồng thôi. Đó, chia sẻ với em luôn. À, còn dòng quay A, dòng RX anh em rất là nhiều. Giá trung bình 10 triệu đổ lên, 15 triệu giật về. Có trên, có dưới, có này, có kia. Anh chị mình cứ kết bạn Zalo cùng em là em sẽ chia sẻ cho anh chị tham khảo những chiếc xe này. Thì đây là cái dòng thông dụng đó có lợi nhuận cao rồi anh chị. À, quay A, quay X, quay GX, dòng thông dụng quá anh chị. Chở hàng, đi công trình, đi công việc, mình đều chia sẻ làm được hết cho anh chị mình luôn. À, quá trời đất luôn. Rồi em sẽ qua tham khảo anh chị những dòng xe Future này. À, rồi X, rồi bắt đầu em qua cho anh chị mình tham khảo rồi X luôn. Mới kệ đây. Rồi, đây là một em RXX nghe anh chị. 59X2 xe ở số em luôn. Con này á, thì nó không có mới lắm, mà lại không có cũ, nó đều lắm. Bánh mâm chim nghe anh chị. Đáng lý người ta mua cái này, giờ ta giật cái mâm cho Future. Nên em không có làm vậy, em bán cái nào ra cái đó em bán luôn. Mâm chim cho anh chị mình luôn này. Em bán 11 triệu tại cái hàng đường bớt, em đã tội nghe anh chị. AXFA phun xăng điện tử. Rồi, biển số thành phố em bán chị 11 triệu đồng, bán rẻ như của mình. Ship lên trà chị đã ship chia sẻ với em. Còn con này thì em để anh chị 14 năm. Xe nó khá đẹp hơn mà đời em cao, xe này nó 29 rồi anh chị ạ. 93F1. Thì em chia sẻ con này cho anh chị với cái giá là 14 triệu 500 tại cửa hàng. Ship lên chị chia sẻ với em, dù sao nó cũng là 20 mấy triệu mà. Mà xe còn cỡ đây anh chị ạ. Đất tem bỏng còn hết, cái đồ nào đẹp thì em diễn tả anh chị đẹp. Ở đây là em quay Black. Thì con này là 219 đăng ký 220 60F3. Thì cái con này em nói anh chị là khỏi bàn luôn. Ừ. 60F3. Rồi, con này em bán anh chị giá là 14 triệu 500 15 triệu 500 đó, còn 14 triệu. Đó, 14 triệu nhưng mà có thể anh chị chia sẻ anh chị 13 năm em bán luôn. Em chia sẻ hết tình cho anh chị mình luôn nghe. Rồi, chia sẻ anh chị một con rồi em Future 93L1 này. Đó anh chị coi. Em này thì nói chung là rằng xe rất là liền lạc sạch sẽ anh chị, mà xe đi bánh mâm thôi, còn xe vô bánh mâm vô. Em báo anh chị rõ ràng chi tiết đó các bạn cùng em. Hết biển số các bạn cùng em chia sẻ cho anh chị luôn đó. Em bán con này tại cái hàng là 14 triệu 500 nghe. Bao giá anh chị luôn, bao đâm anh chị mua đâu kiếm ra xe em tặng tiền cho anh chị luôn. Và tiếp theo em là anh chị con 69D1 này, con em bán tại cái hàng là 21 triệu. Ha. À, 21 triệu cho em xe này là em xe này là 2017, nói chung xe là nguyên thủy nguyên con. Em nói xe đẹp cực kỳ bánh mâm nghe anh chị. Chân ốc giò cẳng rồi vi vu tình đời cho anh chị mình luôn đó. Nó đẹp thì em bán giá đẹp tại sao bây giờ con 14 năm mà con tới 21 triệu anh chị. Nhưng mà xe này em phải báo rõ ràng anh chị là người ta đi cái hộp xe này. Anh chị thích hộp xe này thêm phụ tiền em mua hộp xe cho anh chị nghe. Đó, em bán tại cái hàng giá cho anh chị, xe không lỗi em bao anh chị luôn. Đầu đuôi biết chị FE phun xăng điện tử. Rồi, tiếp theo là một con này là 59M1 này. Rồi,
em bán chị là 15.500 tại cửa hàng. Xe này có bán dầm nhẹ nha chị, dần chân có bán dầm nhẹ, ốc la da rất là nhiều, đồ khá thẳng cho anh chị một con xe này. Đó, chia sẻ với em luôn con xe filter. Filter là cái giá này em bán chỉ có 15.500 thôi. Tại vì trong nhà em mỗi kênh mà bán khác nhau, nhiều khi vợ em cảm thấy hôm nay nó vui, cái là nó quay nó bớt nhiều. Rồi bên kia nó dừng, còn Diệu Nguyễn nó quay nó bớt nữa, còn em cũng có bớt, nhưng mà mỗi một người, nhưng mà em chỉ giảm giá cho anh chị. Và đặc biệt những xe nào sale giảm giá thì chỉ có trong trong ngày, và qua ngày sau thì em lại bán giá bình thường. Giống cái bán qua bán 14 sau đang bán 16 không phải đâu anh chị. Ngày đó em vui em cái thôi kệ cha nó bớt giảm cho người ta đi. Còn cái giá mà bán vậy nó lỗ chết đó anh chị, đừng căn cứ vào ngày nào hết. Clip em trong vòng 2 ngày là mỗi cái giá đều khác nhau hết chị, nhiều khi em còn tu bổ nữa. Nhiều khi em về em chưa cái xe chưa sơn chưa dặm chưa sửa gì hết là em bán chị giá 11. Mà em làm 2 triệu nó em bán 11 cho em ăn mày luôn. Nên tới là phải chia nói chị rõ ràng, chị tiến chị hiểu hơn về tầm bán xe của em. 60F1 này, con này 18 năm còn 17 triệu, đặc biệt bán chị 16.500. Đó, con này là con tháng. Đó, con này filter mập luôn. Đó, giá nào cũng có trong dòng filter mập, từng chi tiết, từng giá cả, anh chị đừng phân bua là con này, con nào rẻ, con nào mắc, nó có từng con, từng giá, anh chị chọn đồng nào thì chọn con đó. Còn con này 66B2 này, filter đèn led cho anh chị mình luôn, xe liền lạc từ đầu đuôi từ trên giò. Đặc biệt hôm nay anh bán cho anh chị trong vòng 2 ngày, em bán cho anh chị con này 23 triệu này. Đó, phiêu đèn led cho em bán này anh chị này, có 23 triệu này. Đó, chia sẻ với em tại cửa hàng, ship đi, tính tiền ship giùm em thay bảo nghe anh chị. Đây, một con khá đẹp luôn, cũng phiêu đèn led. Nhưng con này bánh mâm. Xe cũng gớm ghê lắm. 60G1 này. Con này anh chị coi này. Rồi sau đây, em bán chị 25 triệu tại cửa hàng. 25 triệu tại cửa hàng, ship đi, chia sẻ tiền ship với em. Và con này còn đen nhám này, cũng có một vài chấm nhỏ trầy này, cũng 60G1 luôn. Hai con G1 luôn. À, chia sẻ với em nè. Thẳng không? Rồi, con này bán chuyện nhiêu đây? Cũng là 25 triệu luôn. Bánh mầm là hàng đồng giá. Và cũng như đây là một con GD, thì trong số GD có hai con màu đỏ màu đen. Thì màu đen thì cũng tinh nguyên con, nhưng xe lông nó hơi yếu hơn chút. Thì con này 37B2 này chị, em bán chị con này 18 năm tại cửa hàng. Máy chinh nghe, chân giò thẳng màu đen. Không lai một món gì hết. Đúng GD cho anh chị mình luôn. Máy thì khỏi bàn cãi, máy cờ đen đẹp lắm, 18 năm. Một qua bên này là con này bán đúng 20 triệu, 61 Bình Dương. À, em bán đúng chị 20 triệu, con xe cờ đen này quá đẹp luôn, màu đỏ. Mỗi con là một giá, chia sẻ với em thấy bảo nghe anh chị. Anh chị cứ vui lòng tới cửa hàng mua bán, em chia sẻ có giảm thêm bớt thêm cho anh chị, chứ không phải là bán một cách gọi là nói sao bán vậy, chia sẻ bớt được anh chị bớt luôn. Còn đây là một con ạc này 2007, xe nhập, nhưng mà người ta đi dàn ảo 20, máy có làm. Cái đèn xi nhan nó bể, em hỗ trợ gì thì xi nhan, bán chị 32 triệu con xe này tại cửa hàng. Em bán test giá cho anh chị luôn. Máy có làm, đi ốc la da, titan nhiều. Đó, em chia sẻ rõ ràng cho anh chị. Và tiếp theo bên này thì em cũng chia sẻ anh chị rõ ràng luôn. Đây là một con filter. Filter thì anh chị biết filter 1 mà. Đó. Thì nó giảm bán chị 13 năm này, 14, 15 bên em sale xã giảm chị còn 13 triệu 500 luôn một filter luôn. Filter thì em nói filter đây anh chị, đó chia sẻ với em. Đều lắm nghe, vô bọng còn đồ còn khá thẳng, cái yên mèo cào chó cạp thì em có thể bán anh chị cái yên nè. Không quan trọng với em, nhưng con này chia sẻ cho anh chị, mà nó giá là 13 năm này, em bán đúng 16 em giảm còn 14 năm phải bán 13 năm luôn. Nó anh chị mình đem bom luôn. Còn qua bên này thì con này thì con Hasilo thì con này 95E1 34011, thì máy chiên đầu chưa rớt, xe khá đều, con này bán chị tại cửa hàng 13 giảm 2 11, còn con này bán 10.5 luôn. Đâm giảm trong ngày nay ngày mai anh chị, ngày mốt là cái giá là 11 triệu lại, đừng nói sao bên em quay đường mốt bán lẻ cũng có đâu. Em bán theo cái thị trường, cái giá anh chị là chốt đơn, chốt inline, chốt điện thoại, em đã chia sẻ anh chị rõ ràng hơn. Dạ, mà tiếp theo đây là một con gì đây ta, một con filter neo kim. Anh chị biết một con neo kim máy móc chiên đầu nồi chưa rất khác, một neo kim máy móc làm đầu nồi rất là lại khác nhau. Thì em chia sẻ anh chị rất rõ ràng và rất là chi tiết cho bán hàng, bán ảo, bán bừa, nói tầm bậy tầm bạ cho anh chị mình đâu. Đó, như con neo kim này thì có liền dàn lông, có bán nhẹ anh chị, chân giò bánh mâm viên nghe. Chân giò ốc nhái chưa sơn dặm bán thúc, rồi bán nhẹ, thì con này em bán cho anh chị cái giá là hôm nay tại cửa hàng giảm giá 22 triệu cho anh chị. Cứ gọi 995 cho em. Số đuôi của em là số đầu đó, mà số đuôi của anh chị em tư vấn chia sẻ hết mình cho anh chị luôn. 61L7. Nào 22 triệu thì đó. Có giá 22 triệu, có 2 triệu, còn con neo đâu nữa, còn một con nữa đâu ta. Vẫn là đầu nồi chưa rớt mà em bán chị giá 19 năm có đã có xe rồi đúng không anh chị? Rồi đây tiếp theo là một con quế 110 vẫn đẹp như con này, máy viên thành chị cũng biết rồi, 55X2 chạy thành phố.
1910, thì con này là 11 năm còn 10 triệu. Đặc biệt hôm nay tới thời hạn giảm cho anh chị là còn 9,5 triệu. Một quay S nó đẹp lộng lẫy tình đời luôn chị ạ. Mua về chạy luôn không làm gì nữa nghe. Đó, quay S đây, nhiều con và nhiều con hơn nữa, như Suzuki em có đầy nghe chị. Chất lượng mà cửa hàng xe máy bảo. Đặc biệt hôm nay anh chị gọi trực tiếp 995 em sale giảm giá nổ banh chà lầu cho anh chị mình luôn. Con nào em bán được là em bán luôn, không bao giờ em gọi đi bo ho giữ làm cái gì, tại mình mua bán mà. Có con nào chia sẻ con đó, khách hàng thân thương của mình ủng hộ cho mình, mình quý rồi. Chứ đừng nói kiểu trời ơi đắt nhộng, mạch đầu mà sức lắm. Mình thấy là mình cũng theo có tâm nguyện bán hàng, là mình nói theo cái người mẫu của mình thôi, chứ biết nói làm sao bây giờ. Đây đơn giản như con này, Alex Việt 2010 lên Thái. Chiếc xe này em nói chuyện đẹp là mỹ miều trong tranh luôn nghe. Đây 69F1, như con xe này em bán anh chị giá ở cửa hàng có 19.500.000 đồng. Anh chị thử mua một con xe 2010 chất lượng này mà anh chị lên được chiếc xe đẹp như vậy thì cũng không có đâu. Thành thử em mới chia sẻ hết giá đây, em bán em bao giá trên cái toàn cái Thủ Đức Bình Dương rồi luôn. Em anh chị cái giá nào em bán rồi em cứ chia sẻ bán hết cho anh chị mình luôn á. À, có con nào thì em xào đó chia sẻ anh chị mình, cái số lượng xe nhiều em quay chỉ nhãn thôi, còn anh chị mình muốn mua con nào thì cứ vô Cantry cho em cái, em sổ xả cho anh chị mình con nào được em cũng làm hết lòng. Này ở trong nhà em thì cũng có nhiều Vision, Lexus, Mark Mo, Model, Mo Câu rồi chị có hết. Ý rồi BS rồi H Việt Nam bán rồi. Nó tầm lum tà lá trang thì em chia sẻ cho anh chị rồi, được con nào anh chị mình mới mọi đây. Như con xe này anh chị coi ốc nhớ nó này. Cực đẹp và cực thẳng ngay chủ ngay tên. Bữa hôm em nói anh chị á là em có báo giá, nhưng hôm nay em sẽ báo cho anh chị tại sao nó là 24 triệu. Vô nguyên bộ nội thái luôn, làm hết trở lại một con Alex 2010. Được có cái ngay chủ ngay tên. Thì chia sẻ em sao anh chị? Như con này thì em chia sẻ chị hết tình luôn, 23.500.000 thì em nói chị 26 năm em bán giảm cho anh chị, hôm nay giảm mạnh luôn, ngay chủ ngay tên, bao cái giấy cho anh chị mình luôn, đẹp cực kỳ. Tầm này Alex 2010 coi đúng nẹp xi 06 đầu, anh chị cũng đúng 2010 bên em. Thì thưa anh chị, đem bán ra thị trường cái giá bên em bán ra 14.500 đã có 2010 nghe. Anh chị đừng nói con nào mắc hay con nào rẻ, anh chị vui lòng hoặc cây sao bán cao cứ tới đây em có xe rẻ cho anh chị, chất lượng vẫn bảo hành chị 1 năm, nhưng tướng tài đã làm sao và như thế nào em sẽ giải thích cho anh chị hiểu nhiều hơn, chứ không phải nói chuyện khơi khơi tình thôi. Đây con này em bán chị là 24 triệu này, 24 triệu một con 77E1 này. Con này anh chị coi rất là đẹp nghe anh chị, đều thẳng tưng chiếc xe 24 triệu, có 24 triệu. Còn con này anh chị mua dưới kho có 20-21 triệu, anh chị chọn cứ alo cho em cái tầm nhẹ tiền. Lông lá không được đẹp, nó hơi đừ chân đừ ốc, nhưng mà giá máy là bảo hành 1 năm như nhau hết, máy là cục nào như cục nào hết. Nhưng quan trọng là ví dụ người thì cũng người nè, hai chân hai tay hai mắt hai mũi thôi, nhưng quan trọng sống mũi cao đẹp hay là bàn tay móng tay chân nó dài, người nó thoáng hơn, chiếc xe bóng bảy cũng dễ nhìn hơn, thì nó cũng tương tự tương tác giống vậy thôi. 93P2 đã cũng là một lắc, mà tại sao con này em bán tới 26 năm rồi, tại em nói gì cốt trước cốt sau chưa mở, nó còn mới đúng 99%, mới tới 99% thì tất nhiên cái giá cả của nó đã khác nhau rồi. Rồi ý này 112 triệu bán chị này, ý máy gì nghe, ngay chủ ngay tên, 112 triệu, 2 đĩa, 2 10 đó, vô mới BS em nói từ A đến Z, từ chết bị thương, xe đẹp cực kỳ cho anh chị. BS này 26 năm, mua Phật có đâu mua, người ta dọn mà dọn full dọn xe không 20 triệu, chưa tính sát sát bèo bèo giờ muốn 10 mấy triệu, anh chị mua lợi rất là nhiều cho xe này. Có bao dòng BS để em chia sẻ hết tình, còn như em có Alex 2010 cột nha, 1200 cây, thì anh chị biết rồi, sáng mới vậy lên đâu ra mua đó. Mấy con này anh chị giờ vô cứ chia sẻ với em 1200 cây, như mấy con này 2000 cây, 24 thì giá cũng cao anh chị. Vinny 39139 số đẹp em chia sẻ anh chị hết. Alex Thái của em nhiều khi bà xã lỗ luôn, mà bán 40 mấy 50 triệu anh chị không mua nghe. Em nói thật em mua 57 triệu một con 60 triệu này, nhưng mà bà xã mà anh chị không mua em không bán đâu. Em nói bà xã có để đó cho anh không có giờ bị lỗ đến vậy, lỗ vừa thôi, nhưng mà xã có thao để ở nhà tháng trước không. Đây là những đồ kỷ niệm của em làm nghề xe, cái con nào đẹp em đem về em để trưng trong nhà chơi, là anh chị là thích em chia cho, chứ đừng bao giờ hỏi anh chị cứ qua mua Alex Thái đi, 2010 35 triệu có cho anh chị con rồi, máy riêng đó, nhưng mà tố chất ra làm sao, đừng nói là cao hay là thấp, em phân giải cho anh chị rồi. Đơn giản cái miếng gạch ở dưới nhà em đương quay thôi, một mét gạch bây giờ 770.000 có một mét, nhưng mà 7 triệu chưa chắc có mấy gạch đẹp được anh chị ạ. Nữa là anh chị phải hiểu về cái tố chất của chiếc xe cũng như một mét gạch thôi. Thì đó là thật sự em nói câu nói chân tình nhất. Cuối cùng là số lượng xe cũng còn được khá rất là nhiều, thì thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình tới mọi miền đất nước, điều sau là đầu năm mới và cũng là tháng giêng, thì cầu chúc cho anh chị mình mà an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lợi, công việc nói chung là thuận buồm xuôi gió trong năm nay.
Thì cuối cùng cho em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo. Anh chị thương em Thái Bảo thì có thể nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ kênh giùm em. Còn nói về thân thương thì 1 triệu người quen thì được bao nhiêu người thương mình thì mình rất cảm ơn. Chứ em không biết anh chị là phải đăng ký kênh hay là chia cho em, anh chị mến màu em trên chiếc xe nào anh chị cứ chia sẻ. Em xin chào anh chị ạ.